mấy chị em mình đang quét dọn cái chòi nè. Ngọc quét xong rồi nè mấy đứa ơi, múc nước tưới cây xong chưa? Rồi chiều nay mấy đứa muốn ăn cái gì? Em không biết nữa, nhà mình còn gì ăn không chị Ngọc? Bây giờ nhà mình cũng hết đồ ăn rồi. Mà dắt này chiều rồi cũng đâu có ai bán gì đâu ăn. Hay là giờ đi kiếm gì ăn đi. Mà cũng không có gì hết trơn luôn á. Ơi chị Ngọc thấy ở ngoài kia kìa, xa xa ai đi giống vàng quá ta. Đâu chị? Đó kìa, phải không mấy đứa? Nhìn đó chị Ngọc bị cận nữa. Chắc này chiều nắng chiếu vô nghe con mắt không thấy. Buổi chiều ngoài này gió mát. Ai giống vàng rồi. Hai đứa không sao, là hai đứa nào nữa mấy đứa? Dẹp Hoàng Hôn bà ơi, Bình Minh. Ê, thế cái gì vậy? Cái nón lá hả? Trời đất ơi, giờ này đâu ra Bình Minh. Ba đứa. Trời sao đông vui mà không rủ tôi đi chơi vậy? Chưa thấy hình thì đang nghe tiếng rồi đó hả? Ai vậy? Định nấu gì ăn vậy? Định đi kiếm đồ ăn nè. Đúng rồi. Chị Ngọc ơi, có bất ngờ nè. Thình 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 thình. Buồn chuối kìa. Buồn chuối của ngâm đây. Nãy chuối. Ừ, chuối nhà em đó. Ở đâu ạ? À? Mẹ em trồng mới rồi, nó chín cây rồi. Mẹ em kêu đem xuống cho mấy đứa nhỏ ăn. Có lộc ăn rồi mấy đứa ơi. Ngọc, dạ, chuối dạ. Này tính làm gì ăn chị Ngọc? Chuối này hả? Bây giờ... chuối chiên đi. Chuối chiên hả? Chuối chiên. Chuối chiên hay chuối nướng? Chuối chiên đi. Trời ơi, nó thích chiên. Ờ vậy thôi, vậy giờ có cái nải chuối của mẹ bé Giang cho ha. Dạ. Giờ mình vô mình làm chuối chiên đi. Rồi, vậy cho chị Ngọc gửi lời cảm ơn nha. Dạ. Rồi giờ đi vô. Vô thôi. Hai thằng lửa đi bắt lửa. Lửa. Ồ. Ồ không. Ơi hai đứa làm gì đó? Gọc bọc rồi mà kêu ép á chị. Ờ, gọc cái bọc hả? Dạ. Gọc cái bọc xong rồi hồi nữa mình để chuối vô trong cái bọc này mình lấy tấm hút mình ép đây hả? Ờ, mấy đứa ơi, bây giờ chị Ngọc có ý tưởng gì nè, không biết được không? Chắc này cũng chiều mát mà cảnh đẹp nữa. Thôi giờ mình đi xuống dưới sân á. Mình chiên chuối với mình ăn sẵn mình ngắm cảnh hoàng hôn luôn. Được không? Được không? Được. Vậy giờ chị Ngọc chuẩn bị đem đồ nghề xuống dưới nha. Dạ. Chị mình dọn xuống dưới luôn. Ừ, dọn xuống dưới luôn đi. Giờ cần lấy cái lò nè, rồi cái thau, khuấy bột, rồi chảo nóng cái là mình để vô mình chiên à. Dạ. Rồi mình vừa ăn mình vừa thưởng thức luôn ha. Dạ. Vậy đi mấy đứa ơi. Ơ, đang cháy vậy. Có còn cái hộp quạt nào nữa không? Cháy chưa mấy đứa ơi? Cháy. Cái đèn mình khói. Cháy. Trời ngăn mà trời. Thằng lửa. Chuẩn bị đồ nghề đồ nghề đầy đủ hết chưa mấy đứa? Có thiếu sót gì nữa không? Yeah. Em thấy thiếu. Chai dầu. Dầu quá. Lên lửa mà chưa. Ồ quên nữa, nãy giờ chị Ngọc chưa có chào. Để chị Ngọc chào cả nhà cái mấy đứa ơi. Hello cả nhà. Dạ con xin kính chào ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mấy Giang nha. Thì hôm nay mấy chị em con để được mẹ của bé Giang cho nãy chuối lá sim. Mấy chị em con sẽ làm món chuối chiên ăn nha cả nhà. Rồi giờ này giống như đi đốt đồng quá ta. Trời um tùm luôn á. Hay dữ hả? Trời ngăn mà trời. Kia cháy rồi, bên đây tắt rồi. Rồi bây giờ cái phần này là pha bột nha. Lửa lên rồi đó. Em phá hết bọc luôn. Cái này nhiều không? Giờ tạm thời pha phân nữa đi. Rồi từ từ có gì mình đổ thêm. Cái này cho một chén nước à. Nè em không biết nhiều chén nữa, chắc 2.5 chén á. Cái này nữa. Trời ơi, nửa thau nước luôn. Đổ nước em rất nhiều lắm rồi. Đây em đổ ra bao. Ui từ. Ây, ít hết thôi nha. Nè. Rồi để đây để chế dầu vô cho. Ừ, chị. Cái chảo nóng này mình lấy. Cái này là phải ngập dầu. Mới nó rửa chắc chưa. Ừ, chưa ấy chứ.
Rồi, bắt đầu bắt đầu chuối đây nè. Em có học nhà nha. Đây. Để giọt xíu nữa đi. Thế người ta chiên là để dầu ha. Chiều đó. Nó người ta bán. Người ta bán. Đưa cho em cho gia đi. Bán nhiều dầu. Đúng rồi, người ta chiên nhiều, còn mình có một nải chuối à. Ta mấy chục nải luôn. Mấy chục nải. Rồi giờ mình cắt chuối ra. Ê, pha bột. Cái giá nó bán như. Này mình pha hết luôn hay gì? Ui. Rồi cái bột hồi nãy cắt xong. Nè. Để vô đây. Mấy đứa làm đi. Em xin chị giúp chị. Nãy ơi. Từng đi. Nè chị nhận. Từng đi cành á. Cái dao bự nào? Kìa cái dao đây nè, đây nè, đây nè. Coi bé Giang làm. Ủa mình mới cắt đôi hả chị? Ừ, chia bên trái luôn. Chia bên trái luôn. Xúc. Đừng không gian. Không cho em nổ. Đừng manh động nha. Được không? Chết thì xuất sắc quá đẹp mọi người. Xuất sắc. Hết sảy. Tự là tự khen, tự là tự khen. Em pha bột cho nó đặc đặc, nó kẹo kẹo. Nó hơi lỏng rồi. Xong tinh tèm cho cái bọc. Từ ấy giờ bột nó tan đều ra. Đốt cái bọc. Ấy cho nó tan. Dạ. Để thôi nó còn ốc trâu. Mà chị cứ để em lỡ. Gì vậy? Có nêm vô một chút xíu đường cho nó ngọt ngọt. Mà chuối nó ngọt rồi. Ở trong này nè, để này chuẩn bị này, cách chế biến rồi nè. Dầu sôi. Cứ từ từ. Đây là cắm khó di động. Là bột chiên chuối. Nè nhìn cái chuối ở trong cái cái chuối ở trong cái. Nhìn người ta chiên ngon á hả? Giòn. Ôi, cảnh đẹp quá mấy đứa ơi. Đây là một cái view đẹp. Quá đẹp luôn, coi đó thấy không? Mây màu hồng. Hồng đỏ. Màu xuống hảo thì sao? Hết sảy không bà bảy. Rồi ha, để chứ. Được chưa? Cái này xong trái chưa? Dạ. Xong chưa? Được chưa? Để vô cái hao bột được chưa? Nè, tiếp tục. Cái này có một chiên giòn bỏ vô ha. Gì được không chị? Một cái củi mình chị hao ra, để ra hai cái củi. Tiếp tục đi Giang. Cẩm Giang, đẹp quá Cẩm Giang. Chị nhỏ. Rồi chưa, để bột vô. Dạ. Để vô. Để vô luôn phải không? Dạ. Nhúng vô. Ờ, dính cái bột. Rồi. Nó có sạn ta. Để trái chuối lên đi rồi mình chế bột lên. Rồi từ từ nha chị. Được không? Được không? Được không? Được. Vô nè. Ây. Đó, từ từ. Dầu nó sôi rồi. Bột quá nhiều. Hình như trên chảo mình còn miếng bột giòn đúng không? Còn không? Thay vì Cưng hỏi, Cưng nên chạy lên Cưng kiếm. Ừ, tốt như vậy. Điều tốt nhất. Để em lên kiếm. Rồi. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá mấy đứa ơi. Không có cửa đâu em lấy cho. Nè thấy không? Phình lên luôn á. Vàng như được hả mấy đứa? Dạ. Lấy cái nào mà nhỏ xíu mà giờ phình lên. Chị Ngọc vợ có tài năng. Có tài năng, có tài năng. Có tài năng lấy chuối chiên. Được chưa, em bỏ trái tiếp theo rồi. Vô. Rồi. Đây được một trái rồi nè.
Khó quá. Tiếp tục, tiếp tục. Quả thứ hai. Đó. Đó. Mai mở tiệm bán chuối. Mở tiệm bán chuối chiên luôn. Đây thêm một cái nữa. Sao em nếm thử ấy. Dừa hả chị? Khói quá khói rồi. Vậy hứng hết tất cả. Ây da. Cái gì vậy chị ạ? Từ 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 từ, đừng bắt đầu, đừng bắt đầu. Cái dĩa chuối chị ạ? Dĩa chuối. Mày ơi, dĩa chuối vẫn cầm. Tí xíu nữa. Dạ yeah, rồi ngỏ ra luôn. Cú một đĩa. Cú một đĩa. Ê ê cái mông á mấy đứa. Té lần một thì vui, lần hai thôi. Cái gì mà cứ hí hí hoài vậy? Ngăn nè. Chút xíu. Giờ này chiều rồi. Nước lên cái gì kìa chị Ngọc ơi. Nước lên nè, em chịu khó lắm. Nước lên. Chắc này nước lên. Sáng nó lên giỡn lên nữa. Này tối là nước ngập nữa nè. Hóc mạch với ta. Mọi người có vẻ như khó chứ không ngừng. Buổi tối mình đi về có ai cầm cái đèn không? Có ai có đèn không? Có mà như tắm có. Đi nè. Hello chị nha. Rồi xỉu xỉu ngang tại chỗ luôn. Hello chị nha. Mai cây đăng lên tìm trẻ lạc. Lên báo tìm trẻ lạc. Chị gà xỉu sập cái tích. Hello chị Giang. Rồi gà xỉu hết cả đám luôn. Sợ Yến Vy hả? Yến Vy sợ ma lắm. Thử bữa nào làm series thử thách Yến Vy 24 giờ mà chạy. Rồi bé ngồi khóc. Em mới là người ngồi khóc. Ngồi lên. Đây. Lấy giấy đi. Nó đèn cày kìa chị em. Wow. Tối đẹp cái đèn cày nhá. Nó đó. Rồi. Có nóng không? Ôi, vàng lắm rồi, gấp ra. Em sẽ thả trái mới vào. Đó. Cái chảo này nhỏ quá, mình chiên được có một cá rồi. Nêu chuối đi. Nóng quá. Cái đèn tối cũng như là nhẹ luôn. Có lý mới đưa. Nè, chuối nha nè. Bọc bùng bên bếp lửa. Cái này giống bếp nứt. Bếp nứt hả? Chạy. Bếp nứt thầm. Yên tâm lần sau Yến Vy sẽ được cắm trại một mình. Cảm cái gì chứ. Mà hello Yến Vy cái là làm luôn. Em nhìn thấy khung cảnh này em nhớ tới ngày giao thừa, chị ngồi bên bếp lửa đợi cái nồi bánh tét nó chín. Vui lắm ha. Dạ. Ngồi canh nồi bánh tét. Cái lúc mà gấp bánh tét ra nhìn mấy đứa nhỏ nó háo hức. Vui. Nôn không? Cũng nôn quá à. Cũng nôn. Nôn tới tết là ngồi canh bánh tét. Vui cháy lạnh. Tự hết chỗ để rồi. Đó rồi. Cái này chắc chắn bị nước lửa luôn. Kì chị Giang bỏ em chuối vô đi. Từ từ. Chú nhầm bỏ chuối chậm rồi. Cái củ bự xì. Nghe xèo xèo đó bụng. Để chuối vô. Ai chọc khóc bà Giang. Rồi ai ăn hiếp bà Giang khóc rồi kìa. Sao vậy? Rồi đổi gió Hoàng Tiên.
Ờ, thêm lửa đi, thêm lửa đi. Thằng lửa đi ngủ rồi. Lửa đi ngủ rồi. Vì con thằng khói. Thằng khói. Thôi ơi, hức hiu quá đài vậy, đừng buồn ngủ sớm. Đó. Dạ, hiểu cảm giác quen. Sao lưng kìa. Sao lưng kìa. Sao lưng kìa. Ôi, nổi gì vậy? Trời. Chị không sợ đâu, đừng hù chị. Nhà ơi, ai xin lưng kìa. Mai gặp chị nó còn sợ nữa mà. Ôi, trời tối rồi. Trời tối quá. Không, bụng hiện ra. Bụng kìa, bụng xuất hiện kìa. Đây. Tại sao con khóc? Ta là bụt đây. Tôi sẽ bay cho con ba điều ước. Biết bay. Ba bụt lại ngồi ăn bánh. Điều hư nhất là có lửa mà không có khói. Khó quá. Có lại điều khác đi, điều này khó quá, ta làm không được. Khó quá. Khó quá. Ta chịu không nổi. Khúc đó là chị Ngọc đang bị rác. Sao hôm nay? Giang ngồi ép chuối trong cánh tiên bồng. Cảm giác có muốn thành tiên không? Ta sẽ biến con thành tiên. Cái đàn là ông táo. Nước gần lên rồi kìa mấy đứa ơi. Nước lên rồi. Mình chạy đuôi thấy chiều. Anh nói. Sao mà lại cờ giống phim đang khóc. Cờ giống phim cờ trên nỗi đau của con Giang kìa. Kìa Giang. Sưởi ấm á. Ấm quá. Ấm quá à. Chị Ngọc lạnh không? Chị sưởi ấm. Là lửa. Ai lạnh sao lưng xích xích vô nha. Bị xích vô liền. Ôi lạnh quá. Tại do ngoài đồng nó có đó chưa. Từ 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 nè, còn cái dao nữa. Vi sợ mà. Chọc lấy mấy Vi khóc giờ. Hồi xưa có nhiều lắm đó chứ. Đúng rồi. Chị Ngọc đã làm gì đâu. Ôi, trời, hôm nay có mấy ngôi sao à. Dạ, cũng có nữa. Có một cái ngôi sao rồi chứ. Cái bên ba trên lưng mình. Lấy cây Vi ngồi khóc luôn nè. Có phải mà em nổi. Vậy có gì buồn tình nói đừng khóc chi. Đang đồ củi vô. Nãy giờ chiên được mấy trái rồi, Còn một ngôi sao. Sáu. Bốn, sáu, tám cái gì vậy? Sáu tiên đã khói. Sao ho ra khói vậy tiên? Nè, mấy người? Mười người. Mười người chị. Hai, bốn, sáu, tám, mười. Tính luôn. Có hai nữa kìa. Thì quay qua mà không có ai chắc xỉu gan luôn á. Chú đi đâu rồi? Đi xe cái gì á? Để lửa đi. Câu cá, chú đi bắt cá. Thành quả của mấy chị em. Đây, chú chia cả nhà ơi.
Rồi, rồi bây giờ mấy chị em mình ăn chuối chiên thôi. Con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn chuối chiên với mấy chị em con nha. Rồi. Bóc tay luôn đi. Nóng không? Chuyện cái nào nguội nguội được không? Nguội thì ở dưới. Xé đôi ra, xé đôi ra chị. Bự lắm á. Ui nóng. Thôi mình xé đôi ra đi. Nè, nè con cầm đi, xé đôi ra đây. Ây da nóng. Còn nóng hổi luôn. Đây nóng hổi rồi, hổi rồi ăn luôn. À nóng quá, nóng quá. Ta cái này. Nè. Cảm ơn chị. À nóng quá. À nóng. Đây của bé Tiên. Đây cho bé Ngà ăn hết nói nha. Chị xin lộn chị cho. Chắc là tay ngồi chị Ngọc và chị Giang. Giàu luôn mới đấy. Ha. Bột này giàu luôn. Chuối ngọt. Ngon quá. Ngon. Ngon. Xuất sắc. Con này là của Yến Vi. Xuất sắc là của Yến Vi. Ngon quá ngon. Gặp gặp. Chết. Quýt chết luôn à. Chơi thì chấm điểm thì chấm 10 điểm. Quá dữ, quá dữ. Cái này con dữ kêu. Cốc nhái ảnh lường. Mình nước lên. Nhái nước lên. Này tối xíu nữa là nó ngập xăng luôn mấy đứa. Nước lớn. Ngon ha. Ngon. Trời mấy người ơi. Nè. Thấy nha. Ngọt lại xong. Nóng quá. Nóng. Cái giòn ngon nè. Đây. Ngọt lắm. Xé đôi đưa cho Vi nước kìa. Miếng nó bở. Năm qua. Hai đứa. Sao cái này vừa chiên còn nóng ăn nó mới ngon. Ủa nó không ngon. Đây, món ngon. Ủa nóng thiệt á. Mới vừa xong luôn. Mình ăn kiểu này cũng ngon quá chứ bộ. Cả nhà ơi, video của con đến đây đã kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video của con nha. Con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.